Hello, xin chào tất cả các anh các chị đang kinh doanh trong lĩnh vực giày dép. Em là Nguyễn Nhanh, chủ xưởng sản xuất dép. Thì hôm nay có một câu hỏi của một anh trai. Anh trai là anh ấy muốn mở cửa hàng dép nhỏ, nho nhỏ ở chợ xã thì tầm bao nhiêu? Do cờ bạc mạng thua tha xa bờ quá, tính ra kinh doanh mở quán phở mà sợ bán ế, mong cho ý kiến. Ok, cảm ơn anh trai rất là nhiều. Đầu tiên là cảm ơn anh rất nhiều khi mà quan tâm tới kênh YouTube của em anh. Thế thì anh em mình giống nhau, ngày xưa em thì cũng cờ bạc, nói chung là cờ bạc xanh chín rất kinh khủng, mà mình đánh là thắng cả nhà cái cơ, nhưng mà bị nhà cái lật kèo cơ, kinh khủng lắm. Thì đã nói tới cờ bạc thì là bác thằng bẩn anh em ạ. Không, chúng trong giới cờ bạc anh em muốn thắng chỉ có thể làm nhà cái anh em nhé, chỉ có thể làm nhà cái, nhưng nhà cái thì sẽ bị nhà cái to nuốt nhà cái bé. Thì nói tới đây chắc anh trai sẽ hiểu, và cờ bạc nó không phải là cái con đường mà chân chính, và tiền bạc của những cái người mà cờ bạc trước sau gì cũng đi vào những cái lối xe đổ rất là nặng anh em ạ, rất là nặng. Ăn được nhiều tiền nhưng mà cũng mất, và mất sợ là mất cả gia đình luôn. Cho nên là đầu tiên anh khuyên khi bắt đầu vào kinh doanh là tất cả cần phải bỏ. Thế thì để mà bỏ được thì em nghĩ là nếu như anh trai mà ở, mà ví dụ như là ở Đắk Lắk hoặc Đắk Nông gì đó, hình như là Đắk Lắk thì có một cái trung tâm thiền, khóa thiền 10 ngày. Hoặc là nếu như anh ở Hồ Chí Minh thì anh ở lên Thủ Đức có một khóa thiền Vipassana 10 ngày, và hoàn toàn ở đó miễn phí thôi, và làm cho tâm của anh thanh tịnh hơn. Và khi vào đó thì nhất định chắc chắn anh sẽ bỏ được cờ bạc, bỏ được gái gú, rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, bỏ được gần như là toàn bộ và tĩnh tâm lại. Thì khi mà anh chuyển được cái duyên của anh ấy, chuyển được cái duyên của anh trước, thì bắt đầu cái cuộc sống của anh bắt đầu hút được duyên lành như tới. Đấy là cái cách sâu sắc nhất mà em anh chỉ cho anh trai. Còn về chiến lược thì chắc chắn rồi, video này sẽ em sẽ chỉ cho anh. Nhưng mà đấy là cái gốc, tại vì nếu như mà không chuyển được cái gốc ấy thì sẽ không có một cái quả nào được nảy nở được cả, hoa không thể nở được. Cho nên là phải chuyển gốc trước. Em anh trước kia còn nói chung là ngồi với các anh lớn này, ngồi phòng VIP không à anh ạ, ngồi phòng VIP không thì nói chung là nó cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng mà đâu vào đấy cũng chả ăn thua. Và tất nhiên những cái người mà kiếm được nhiều tiền như vậy thì mà xa đà như vậy thì họ cũng không thể nào nổi bật ở trong cái cộng đồng được, không nổi bật được. Có tiền đấy thôi nhưng mà nhiều khi cũng bận tật rồi các thứ, và cũng không thể làm gương cho con cháu được, không có sự nghiệp nào quá là lớn. Thế đầu tiên là em muốn anh chuyển được cái gốc. Cái thứ hai là anh muốn mở cửa hàng dép nho nhỏ, rất ok. Thì cái đầu tiên là anh cần phải tìm ra nguồn hàng giá rẻ. Không phải kinh doanh là học những cái kỹ năng để bán hàng tốt, mà người Hoa có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng mua hàng tốt. Mua hàng tốt có nghĩa là họ dành cái cuộc đời của họ, họ đi mua hàng, họ đàm phán với nhà xưởng. Và khi mà họ bán được cái số lượng lớn, họ ép nhà xưởng với một cái giá trị rất là thấp, rất rẻ mạt. Cho nên là anh sẽ thấy ở cái quận 5, khu người Hoa có những cái cửa hàng của những cái nhỏ lắm, tầm khoảng nhỏ hơn cái căn nhà ở nhỏ xíu khách nườm nượp luôn, và họ phải đuổi bớt đi là sự thật ấy. Họ phải đuổi bớt đi, và kể cả cái mùa Covid hay không Covid thì nó cũng thế, tại vì họ không cần phải marketing nhiều, hàng họ rất là rẻ. Cái đầu tiên anh tìm cho em những cái hàng đó là hàng cân ký, và trong ngành giày dép thì có cái hàng gọi là hàng cân ký. Dép ấy không tính bằng đôi nữa mà tính bằng ký, thì anh sẽ bán được nhiều lợi nhuận. Cái thứ hai là anh sẽ phải mua những cái lô hàng thanh lý. Ví dụ như là xưởng cuối năm thì tất cả các xưởng sẽ có những cái lô hàng thanh lý. Thì thanh lý thì hàng nó sẽ bị lỗi nhẹ, hoặc là nó bị lẻ sai lẻ số, và chấp nhận cái điều đó để mà đánh đổi lại cái lợi nhuận. Đấy là hai cái bước cơ bản, em nhanh nghĩ là cơ bản để anh có thể thành công. Và nếu như mà anh mà buôn bán mà nó lớn hơn thì anh có thể liên hệ với các công ty ở bên Trung Quốc, nhưng mà và các công ty sẽ có hàng thải ra, có nghĩa là hàng thanh lý, nhưng mà kể cả đi chính ngạch về thì hình như là cũng bị bắt hay sao. Thì em cái chú ấy kể cho em anh là chú ấy đánh cả một container nhưng vẫn bị bắt, có nghĩa là hàng quá lớn. Thì mình kinh doanh mà nhỏ lẻ thì không sao, nhưng mà mình đã xác định mà làm chuyên nghiệp giống như kiểu bên em anh làm lớn, làm quy mô lớn rồi thì nó phải bài bản. Thì không cũng thì đâu vào đó thì chúng ta cũng cần những cái bước đệm nhỏ, chứ nói gì thì nói, chứ giờ bảo mà làm một phát làm lớn luôn thì
làm sao mà làm được, em anh cũng không thể làm được. Em anh giờ hiện tại cũng không phải là lớn, nhưng mà mình cứ kiểu từ từ, sức tới đâu mình làm tới đó, và mình hướng tới mình làm càng ngày càng chuyên nghiệp, càng hàng hóa chất lượng giá trị cao hơn. Thì nói chung là mình phải xuất phát điểm mình nó thấp, thì mình lấy những cái lô hàng đó về mà mình bán được thì giá cả rất là rẻ. Đôi khi một đôi dép có chưa tới 10.000 đó, hàng cân ký anh mua những cái lô hàng đó. Ngày xưa thì em có chơi với một số anh cân ký mà em ít nói chuyện, đâm ra là không có số, chứ mà có số thì em cũng cho anh. Nói chung là anh cứ cứ tìm đi, chắc chắn là sẽ có những lô hàng cân ký. Còn không lô hàng cân ký thì tập trung vào những lô hàng gọi là hàng phá sản, hàng sell lỗ. Cái mùa này sell lỗ nhiều lắm, công ty em cũng phải sell lỗ, tái cấu trúc và sell lỗ toàn bộ để chuyển sang tái cấu trúc để mà làm hàng mới đó. Thì anh thực hiện giúp em hai bước này, nhưng cái quan trọng nhất là cái bước đầu tiên anh phải chuyển được cái góc của anh, thì cái quả của anh nó sẽ tốt, ngày càng nó đẹp lên. Còn nếu như mà mình không chuyển được góc nhá, anh kinh doanh giày dép và anh kiếm được nhiều tiền thì chắc chắn kiểu gì thì kiểu anh phải đi bia ôm, chắc chắn phải gọi phòng VIP bao hết cả quán, gọi cả má mì lên, điều gái lên các thứ nhiều. Trong cái ngành này nó nhiều lắm anh em ạ. Tất cả những ông chủ xưởng mà lớn đều vậy, hầu hết nhá, không biết là sao nhưng mà anh thấy hầu hết là vậy. Nhưng mà mình thoát ra được và mình chuyển được cái quả mình thì chắc chắn cái sự nghiệp của mình sẽ ngày càng tốt lên. Đấy đấy là sự thật, đấy là em có cái góp ý chứ không phải khuyên gì anh. Xem anh thấy em góp ý mà chỗ nào hợp lý với anh thì anh sử dụng, còn không hợp lý thì thôi anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.